Mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Cà phê Đời Sống. Thưa quý vị, theo thống kê hiện có khoảng 26 triệu người trên thế giới đang sống chung với suy tim. Tại Việt Nam, tuy chưa có số liệu chính thức nhưng ước tính có khoảng 320.000 cho đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim. Điều đáng tiếc là có rất nhiều người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về căn bệnh nguy hiểm này. Tuy là căn bệnh nguy hiểm nhưng mà nếu mà chúng ta phát hiện sớm và kịp thời thì người bệnh vẫn sẽ có thể có một cuộc sống chất lượng hơn và được kéo dài tuổi thọ hơn. Chính vì vậy bên cạnh việc đảm bảo một chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và tập luyện hợp lý thì mỗi người nên trang bị cho mình những kiến thức về các dấu hiệu nhận biết sớm căn bệnh suy tim và cũng như những cách can thiệp kịp thời. Phóng sự sau đây sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về điều này. Trung bình mỗi tháng, bệnh viện này tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch, trong đó có khoảng hơn 20 bệnh nhân suy tim. Đáng chú ý là hầu hết các bệnh nhân suy tim đều đến khám khi bệnh đã có những dấu hiệu nặng. Mấy năm trước thì nó lâu thì nó làm như có cái kim gì nó chích vô rỗng, nó nhói vậy. Mà mình cũng bỏ qua. Rồi hôm nay mình nói sao lúc ngày nó hơi mệt quá, cứ mệt hoài. Rồi mới vô bác sĩ Tuấn. Tại vì má mình có khám ở đây rồi nên mình biết mình đi khám. Suy tim là tình trạng tim bị yếu, không thể bơm máu đi nuôi cơ thể một cách hiệu quả, khiến máu vận chuyển khắp cơ thể và qua tim chậm hơn so với người bình thường. Đây là một hội chứng lâm sàng, có căn nguyên là sự bất thường ở cấu trúc hoặc chức năng tim, nên bệnh có thể điều trị nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người bệnh đã mắc phải các bệnh lý về tim mạch trước đó hoặc mắc bệnh tim bẩm sinh. Các yếu tố khác như béo phì, hút thuốc lá, sử dụng cồn quá mức, căng thẳng tâm lý và tuổi tác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh suy tim. Nguy hiểm nhất đối với căn bệnh này là chỉ cần tái phát một cơn thì thời gian sống của bệnh nhân giảm đi, chức năng cơ tim đi xuống dần và dẫn đến tử vong. Tỷ lệ tử vong do bệnh suy tim hiện còn rất là cao, mặc dù đã có nhiều cái tiến bộ trong việc mà chẩn đoán cũng như là điều trị. Tuy nhiên thì người ta thống kê thấy thì những bệnh nhân mà đã được chẩn đoán suy tim thì sau 2 năm 30% là tử vong và sau 5 năm thì con số này là 50%. Thì mình hình dung là 10 bệnh nhân suy tim thì sau 5 năm chúng ta chỉ còn gặp lại được 5 bệnh nhân thôi. Bệnh lý này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người bệnh và gây nguy hiểm cho tính mạng nếu như không được điều trị kịp thời. Vì vậy, phát hiện sớm các triệu chứng để được can thiệp kịp thời là vô cùng quan trọng. Một số triệu chứng phổ biến của suy tim là mệt mỏi, khó thở, tích nước ở một số bộ phận như chân, mắt cá chân, bàn tay và bụng. Bên cạnh đó, đau ngực, nhịp tim không đều hay giảm cân đột ngột cũng là các triệu chứng cảnh báo của suy tim. Dù suy tim cấp 1, 2, 3 hay bệnh suy tim ở giai đoạn cuối thì bệnh nhân đều phải đối mặt với việc gặp phải các biến chứng không mong muốn. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào nguyên nhân gây suy tim, các bệnh lý kèm theo trong quá trình điều trị. Cấp độ suy tim càng cao, rủi ro càng nhiều. Mục đích của việc điều trị bệnh suy tim là làm chậm sự tiến triển của bệnh, giảm tỷ lệ tử vong, nhập viện và tăng chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vì đây là bệnh mãn tính, cái việc mà uống thuốc điều trị gần như là suốt đời thì bệnh nhân phải là ngày nào cũng uống thuốc. Thì bây giờ thứ nhất là mình sẽ tư vấn bệnh nhân biết là suy tim là một cái bệnh mãn tính, tuy nhiên là có thuốc để điều trị. Những cái tiến bộ của khoa học trong cái việc điều trị thuốc này, trang thiết bị ví dụ như là cái máy tạo nhịp, cái máy phá rung, thậm chí là trên thế giới người ta đã ghép tim. Chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt rồi thói quen rất là lành mạnh. Chúng ta phải tránh cái khói thuốc, không hút thuốc lá. Cái thứ hai nữa là cũng phải ý thức trong vấn đề khám tầm soát định kỳ, đặc biệt đối với những cái người mà gọi là nguy cơ. Các cách phòng ngừa suy tim đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Để xác định rõ có mắc bệnh suy tim hay không, người bệnh cần được thăm khám định kỳ tại các cơ sở y tế có đầy đủ máy móc, trang thiết bị, bác sĩ chuyên khoa tim. Cùng với đó, duy trì một lối sống lành mạnh, hạn chế chất béo và đường, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần cũng là cách để giữ cho trái tim khỏe mạnh.